Hoeman, Hà Lan là ứng viên vô địch Euro 2024. Trước trận ra quân gặp Ba Lan ở bảng D, huấn luyện viên Ronald Koeman tự tin nói rằng Hà Lan là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Euro 2024. Thời còn thi đấu, Koeman là một trong những ngôi sao của tuyển Hà Lan, bên cạnh Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard. Dù là hậu vệ, ông ghi 14 bàn qua 78 trận khoác áo Hà Lan với đỉnh cao là chức vô địch Euro 1988 tại Đức. Khi được hỏi về khả năng vô địch Euro 2024 cũng diễn ra tại Đức, Koeman cho rằng cuộc đua khó đoán nhưng cho rằng Hà Lan là một trong những ứng viên nặng ký. Tôi không thấy có đội nào được đánh giá cao nhất cả. Huấn luyện viên 61 tuổi nói trước trận gặp Ba Lan. Có thể phát nhỉnh hơn một chút so với phần còn lại, vì họ có nhiều kinh nghiệm và từng vô địch World Cup 2018. Nhưng cuộc đua vô địch rộng mở với các đội khác, kể cả Hà Lan. Đội trưởng Virgil van Dijk cũng lạc quan về cơ hội đoạt danh hiệu của Hà Lan. Rõ ràng có những đội rất mạnh như Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Anh. Nhưng tôi nghĩ ở giải đấu lớn như Euro, mọi chuyện đều có thể xảy ra, trung vệ 32 tuổi nói. Hy vọng rằng chúng tôi có thể đạt phong độ tốt nhất và đua vô địch. Đó là mục tiêu và đó là điều chúng tôi sẽ chiến đấu để đạt được. Hà Lan tổn thất lực lượng khi mất các tiền vệ ngôi sao là Frenkie de Jong và Teun Koopmeijners vì chấn thương, nên phải triệu tập Ian Maxten và Joshua Zirkzee thay thế. Nhưng Ba Lan hôm nay cũng vắng Robert Lewandowski, tiền đạo đội trưởng chấn thương đùi trong trận giao hữu trước thềm Euro 2024. Theo Koeman, Ba Lan thường đá sơ đồ hai tiền đạo, với Lewandowski đá cặp một cầu thủ khác. Vì thế, huấn luyện viên 61 tuổi cho biết Hà Lan sẽ thay đổi cách tiếp cận khi Lewandowski không ra sân. Việc Lewandowski vắng mặt là đòn nặng giáng vào hy vọng đi tiếp của Ba Lan. Anh là tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử Ba Lan, với 82 qua 150 trận. Mùa 2023-2024, dù Barca trắng tay, tiền đạo 35 tuổi vẫn lập công đều đặn với 26 bàn và 9 kiến tạo qua 49 trận trên mọi đấu trường. Dù vậy, Pio Zielinski, tiền vệ nắm băng thủ quân khi Lewandowski vắng mặt, vẫn tự tin hướng tới 3 điểm. Đó là mất mát to lớn bởi tất cả đều biết Lewandowski quan trọng thế nào với Ba Lan. Nhưng điều đó không thay đổi cách tiếp cận của chúng tôi, là chiến thắng, cầu thủ của Napoli nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.